Theo phản ánh của vợ chồng ông Phan Thành Trung và bà Vũ Thị Xuyến ở khu phố 2, phường Tân Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khu đất đang được rào chắn như thế này, hiện giờ có 6 ngôi mộ, gồm 4 ngôi mộ đá ông và 2 ngôi mộ đất của người thân ông bà, đang được chôn cất hàng chục năm nay. Trước đây, cứ vào ngày 25 tháng 12 âm lịch, ông bà và con cháu lại đến viếng mộ của những người thân trong gia tộc. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 10 năm 2023 khi bà Nguyễn Thị Kim Phượng ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành rào lưới B40. Từ đó dẫn đến việc viếng mộ của gia đình ông bà gặp nhiều khó khăn. Từ hồi đó giờ, ông bà, tổ tiên tôi ở đây mà tôi bây giờ cũng ở đây mà ở trong cái nhà thờ. Thì tôi biết toàn bộ khu vực này là khu vực đất công. Bởi vì là ông cố tôi là nay 180 mấy tuổi rồi. Còn gì ông cố tôi biết là gì? Ông cố tôi có biết là cái số mộ của trên ông cố tôi đã chôn ở đây. Thì chôn ở đây là chúng cái đất trống của làng, là đất là cái nghĩa địa, tức là cái gò mã đó. Đó, rồi cái ai thích muốn chôn đâu là chôn. Mà từ đó tới về sau này không có ai trở ngại hết. Mà bây giờ á, năm vừa rồi thì tôi lên tôi tảo mộ, tôi thấy cái hàng rào này mọc lên thì tôi mới biết là có người nào mới rào. Tôi vô ủy ban tôi hỏi thì nó có cái cô Phượng đó là rào. Sở dĩ vợ chồng ông Trung bức xúc khi phải tìm mọi cách mới vào viếng mộ người thân là do ông khẳng định đây là khu đất công do nhà nước quản lý và nơi đây được sử dụng làm nơi chôn cất của những người quá cố sinh sống trên mảnh đất Tương Bình Hiệp từ xưa. Thế nhưng bà Kim Phượng lại ngang nhiên làm hàng rào chắn lối đi vào khu mộ của gia tộc. Vì vậy, ngày 7 tháng 3 năm 2023, ông có gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp yêu cầu giải quyết tháo dỡ hàng rào lưới B40 do bà Kim Phượng đang rào chắn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mà không hiểu sao mà tự nhiên lại có người lại đến ngang nhiên mà để mà rào cái lối mà để đi vào cái phần mộ ông bà mình, cho nên chúng tôi thắc mắc. Và bởi vì thế chúng tôi mới là có gửi đơn đến phường Tương Bình Hiệp đó. Rồi cũng nhờ phường Tương Bình Hiệp để cho hai bên gặp nhau, để mà có một cái cuộc gặp nhau để mà hòa giải như thế nào. Nhưng mà kết quả là cũng như là không thống nhất được. Nhận thấy đó là khu vực đất công chứ không có phải là đất tư. Đó. Bởi vì ông bà tôi nằm ở đây chôn là lâu quá rồi mà sao à? Không ai ý kiến không. Thì bây giờ nếu mà đất công mà kể từ ngay bây giờ là có chủ trương của nhà nước giải tỏa để làm cái việc gì mà công ích thì đó chúng tôi sẵn sàng bốc hết 6 cái mộ này của ông bà tôi về đất nhà. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của vợ chồng ông Trung, Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp đã mời hai bên đến hòa giải nhưng không thành. Hiện nay gia đình bà Phượng có chiều lối đi từ phía đường Lê Chí Dân, xe có chạy vào khu mộ gia tộc của gia đình ông Trung bình thường. Tuy nhiên, gia đình ông Trung muốn có con đường đi vào khu mộ gia tộc ở phía bên hông tiếp giáp với đường giao thông nông thôn. Nhưng bà Phượng không đồng ý. Chính quyền địa phương còn cho biết thêm, khu đất bà Phượng đang rào chắn lưới B40 như hiện nay đã được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đây là đất của gia tộc bà Phượng, không phải đất công do nhà nước quản lý. Sau khi hòa giải không thành vụ việc khiếu nại, chính quyền địa phương đã hướng dẫn ông Trung có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.